Rồi chào các bạn đã quay trở lại channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ review, mình hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế nào để thay nước hồ cá, như thế nào mà cho hồ cá nó trong. Thứ nhất là cái thứ hai nữa là cá nó không bị sốc nước nha các bạn. Nó không bị sốc nước, thường thường nước máy của thành phố mình nè các bạn. Thành phố mình thì nó cái lượng clo nó cũng khá là nhiều. Nên là các bạn, mình sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết một cái loại mà thuốc để khử hồ cá rất là hiệu quả và mình đã sử dụng. Mình thay nó cứ vài cứ 1 tuần 2 tuần là mình thay cái nước hồ cá này và mình sử dụng cái chất khử nước này nha các bạn nha. Lại hồ cá mấy hôm nay mình cũng, các bạn có thể thấy con cá dòng hồ nó bự chà bá không ha. Mấy hôm nay mình chưa có thời gian mình thay nước nên là con cá dòng hồ này nó quậy đục luôn. Với mấy đứa nhỏ đó đang nó cứ nó vẽ, mấy đứa con của mình các bạn, nó cứ xuống nó vẽ lên hồ cá nên là nó không nhìn kính, nó không có được trong lắm, nhưng mà cũng ok. Mình hướng dẫn cho các bạn, dù sao các bạn có thể nhìn thấy là nó bị bọt, bị cái rác á. Cái rác là do mình thả cái lá bàn vô á, nó phân hủy ra á. Chứ không, thực tế các bạn nhìn thấy nước nó không hề vàng nha các bạn nha, nước nó không hề vàng, nó rất là xanh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại mà mình, đây mình đang mở tủ đây các bạn ha. Này, để nét camera nét không ta nè các bạn, để bấm cái tay camera đây nè các bạn ha. Các bạn, đây là cái loại này mình mua ở ngoài tiệm thuốc, gọi là thuốc khử nước, nước đó các bạn, khử nước mới đó. Đó, cho cá không bị sốc nước này, bảo vệ da cá luôn đẹp mắt này. Hồ nước mà cho vào á 100 lít nước á, nếu mà hồ nước chúng ta 100 lít nước thì các bạn có thể bỏ 15cc, 15cc thì các bạn tự như cái này á, là các bạn ba cái nắp là được rồi ha các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể mua cc mà ở tiệm lò galaxy ranh các bạn, ở ngoài cái chỗ tiệm thuốc tây á. Ở tiệm thuốc tây á là người ta có bán cái siren nếu bạn có về lường cũng được, cái đó rất là dễ. Nếu mà hồ nước cũ rồi chúng ta khoảng 100 lít nước thì chúng ta bỏ 10cc ha trong mỗi lần thay nước nha các bạn. Thì bảo đảm với các bạn luôn, cái này mình không có quảng cáo cho hàng nào nha các bạn nha, nhưng mình sử dụng cái này rất là thường xuyên và thấy rất là ok và cá hoàn toàn không bị chết luôn nha các bạn. Mình có thay nước và cá hoàn toàn không bị chết. Nếu chết là các bạn có thể nhìn thấy những con cá con nó đang bơi nè các bạn ha. Đó, những con cá con chút xíu rồi các bạn đó. Nếu nó chết là những con cá con nó sẽ chết trước, tại vì nó là cái kháng thể của nó không mạnh bằng những con cá lớn ha các bạn ha. Đây là một trong những cái bí kíp mà mình chia sẻ cho các bạn nha. Là các bạn để làm cho cái hồ cá của chúng ta mà mới thay nước á, là cái này rất là ok luôn nha các bạn nha. Cái này cái dây lan mới tập chơi thử các bạn ha. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn một cái loại nữa là khá là hấp dẫn đối với những ai mới chơi nha các bạn nha. Cái loại này là vi sinh nha các bạn. Cái này là vi sinh nha các bạn. Vi sinh này mình mua khoảng mấy chục ngàn, 75 ngàn hay sao á, ở ngoài, tất nhiên là ở ngoài tiệm cá cảnh rồi các bạn. Thì cái loại này á, là nó giúp cho chúng ta là thiết lập cái hệ vi sinh có lợi. Nó là biofilm đó các bạn ha. Nó xử lý nhanh các cái loại mà chất thải hữu cơ từ mà phân cá và thức ăn nó thải ra, tạo cho môi trường nước của chúng ta sạch và không mùi hôi nha các bạn nha. Những cái con vi sinh này nhân khối lên rất là nhanh, nhân khối lên rất là nhanh và nó sẽ giúp cho cái hồ cá của chúng ta nó ổn định về độ pH này, rồi tăng cái hàm lượng oxy trong hồ tang này, giúp phòng bệnh và tạo cho một cái hệ sinh thái tốt cho cá chúng ta nó thấy. Rồi nó giàu cái loại vitamin và khoáng chất có thể là xịt vào thức ăn, giúp cải thiện cái hệ tiêu hóa cho cá nữa. Thành phần thì chủng loại vi sinh các bạn biết rồi, vi sinh này rất là có nhiều vi sinh, rất là nhiều. Nó thành phần nó ghi om sùm này, các bạn có thể đọc ha. Hướng dẫn này cũng ghi rõ luôn trong này rồi, để mình review cho các bạn coi ha. Đây là xịt trực tiếp vào hồ này với liều lượng là 50 lít, cho có nghĩa là 20 lần xịt cho cái hồ cá 100 lít. Ví dụ như cái hồ cá của mình, cái hồ cá của mình này là 100 lít các bạn ha. Các bạn xịt vào để mình xịt cho các bạn coi ha, để mình xịt cho các bạn coi nha.
À, xịt nha. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Qua này một chút nữa. 1 2 3 4 5. Thì cái vi sinh này nó có cái mùi nó hôi nha các bạn. Nó không có rất là hôi nhưng nó hôi thôi. Có nghĩa là vi sinh thì các bạn cũng biết rồi, vi sinh nó sẽ nó có cái mùi của vi sinh. Cái mùi nó không đến nỗi khó chịu. Đây review cho các bạn coi rõ ha. Mùi nó không nó khó chịu. Nhưng mà nó không được thơm lắm thôi, nó có nghĩa rằng nó hơi hôi. Nhưng mà tí thì nó hết rồi các bạn ha. Các bạn đứng vô hồ thì nó có cái mùi chút xíu, giống như là mùi cá, mùi đạm với nó các bạn ạ. À, nhưng không có vấn đề gì hết nha các bạn nha. Thì chính những cái con vi sinh đó nó sẽ giúp cho hồ cá chúng ta nó trong, và những cái con vi sinh nó nhân khối gấp, phải nói gấp ngàn lần, để nó ăn cái thức ăn của nó là cái chất thải của cá ra. Và cái đặc biệt á là để cho mà cái hồ cá của ta, trong khi các bạn thả vi sinh vào, bỏ vi sinh vào, xịt vi sinh vào, thì cái hồ cá chúng ta các bạn phải tạo cái nhà cho con những con vi sinh nó trú ẩn, nghĩa là tạo những cái độ nhám, cái độ bám cho những con vi sinh nó nằm trong đó, và nó là nhân khối nó sinh đẻ ra các bạn nha. Đó là trong những cái bí kíp mà mình chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên cái hồ cá của mình thì các bạn cũng thông cảm là dạo này nó mình đi công tác nhiều quá, thì mình cũng ít chăm sóc nó, nên là nó có vẻ như là đang bị rối. Với lại con cá, mà có một con cá lau kiến bự như cô tê, bự chà bá, thì nó hơi quậy, nó đục cái hồ. Chứ bình thường thì nó cũng rất là trong. Vài bữa nó bắt con cá đó ra nha các bạn. Còn cái này giới thiệu các bạn cái củ lan này các bạn ha. Hiện khá hấp dẫn các bạn ha. Củ lan, các bạn để làm được cái củ lan mà nó lên mầm như vậy rất là đơn giản các bạn ơi. Không có gì khó đó các bạn, để chỉ cần lấy củ lan bỏ vô, có độ nước ẩm, ẩm là 1/3 là tự nhiên nó ra rễ và nó mọc mầm nha các bạn nha. Còn nếu các bạn để khô nó không bao giờ ra nha, nó có ẩm là nó ra. Đó các bạn ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Vài bữa nữa mình sẽ review cho các bạn những cái không gian mà mình sưu tầm được nha các bạn ha. Cũng như những cái món đồ cổ chơi các bạn ha. Đây, nhà nó cũng hơi lộn xộn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc các bạn sức khỏe và nhớ ủng hộ kênh nha các bạn nha. Nhớ ủng hộ kênh nha. Quay rộng cho các bạn coi ha. Dù sao thì buổi làm việc các bạn có thể nhìn ngắm được cái không gian chúng ta làm việc, nước chảy róc rách nghe cũng khá là thú vị các bạn. Nhà còn thùng bia Tiger nè các bạn ha. Bữa nào rảnh qua nhà mình mời các bạn uống ha. Còn ngoài ra thì rượu rất là nhiều nha các bạn nha. Giùm như các bạn coi rượu ha. Rồi rượu chuối hột nè, rượu lầu cai nè các bạn. Đó, rượu mật gấu nữa. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người sức khỏe và nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Giờ tính quay thêm mà không biết quay gì nè. Vài bữa nữa cái đèn này cũng khá là thú vị nha các bạn, cho các bạn nào mới chơi á. Cái đèn này nhớ với lại các bạn là lúc nào mà các bạn chơi cái hồ lớn là các bạn nhớ phải có cái bộ lọc nha. Phải có cái bộ lọc nha các bạn nha. Phải có cái bộ lọc chứ. Cái bộ lọc này cái nhất với cái thứ hai là cái thổi oxy nha các bạn. Chứ nếu mà không có thổi oxy là cá nó chết á nha các bạn. Mình rút kinh nghiệm xương máu của mình rồi. Hồi mình về mình sợ, có nghĩa là mình tắt cái thổi oxy này. Nó có nghe tiếng động, các bạn nghe tiếng động á. Mình sợ nó ồn á. Mình tắt thì chỉ cần tắt một đêm rồi tới sáng là cá nó, có nghĩa là nó trắng bụng hết nha các bạn. Nước mình cũng không để cao đây, cái này đáng lẽ mình để lên tới đây, ngay đây nó mới đẹp này. Nhưng mà dạo này mấy này nước nó cạn, tại vì lúc mà nó lọc nước á thì nó sẽ bị hao mòn mà nó bay hơi đi. Thì điều đó là chắc tất nhiên chắc chắn rồi nha các bạn. Còn mấy cục đá này lụm ngoài đường á, đi các bạn. Đi rồi lụm. Còn khúc cây này cũng lụm luôn nha các bạn nha. Khúc cây này cũng lụm luôn. Mấy cục đá này lụm hết. Cục đá này cũng lụm luôn các bạn ha. Nó ánh vàng. Còn cát này mình mua một phần, với một phần là mình lụm luôn. Còn các bạn thấy tại sao nó đen đen này vậy, mình giải thích cho các bạn luôn nha. Có chiều thú vị vậy này. Là hồi bữa cái hồ cá của mình đó, nó bị bịch, nó bị bể. Mình thay cái hồ khác. Thì mình tận dụng cái cát cũ. Cái cát cũ thì nó có phân nó có cát cũ, nó có phân luôn các bạn.
nên bây giờ nó trộn trộn lẫn đen 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 luôn, nó nằm trên này thì thôi kệ, vài bữa nữa mấy phân này mình lọc nước nó tan hết thì còn nền trắng lại ha các bạn ha. Ở đây nói chung là mình cũng có nhiều cái kinh nghiệm xương máu rồi, thì mình có gì mình chia sẻ nấy, các bạn rút kinh nghiệm đừng có để ảnh hưởng cái hồ cá giống như mình hồi xưa nữa đó. Hồi xưa thì mình đi mình không có để cái thở oxy á, cái nó đi nó chết quẻo một đêm chết hết. Mà các bạn kinh nghiệm chơi luôn tùy theo mọi người, nhưng mà mình thích nhất á là mình chơi cá bảy màu này. Con cá này có 2.000 một con nha các bạn, 2.000 một con, nên các bạn bỏ 100.000 ra các bạn mua 50 con về nó bơi cùng, nó bơi cùng hồ nó đẻ tùm lum hết, lỡ nó có chết thì nó cũng ít tốn nhiều tài chính ha các bạn ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc mọi người sức khỏe và nhớ ủng hộ kênh YouTube của mình nha các bạn nha.